Với cương vị là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phùng Quang Thanh là người có tư duy và tầm nhìn chiến lược, có những quyết định quan trọng trong quá trình hiện đại hóa quân đội. Trong đó, Đại tướng Phùng Quang Thanh luôn quán triệt, vận dụng và phát huy sáng tạo tư tưởng người trước, súng sau của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Là một quốc gia biển nên cần ưu tiên hiện đại hóa lực lượng hải quân. Đây chính là tư duy, tầm nhìn chiến lược của Đại tướng Phùng Quang Thanh. Thời gian qua, lực lượng hải quân đã được đầu tư mua sắm, bổ sung vào biên chế nhiều loại vũ khí, trang bị phương tiện hiện đại. Đặc biệt, việc trang bị tàu ngầm Kilo 636 đã giúp Hải quân Nhân dân Việt Nam có thêm một lực lượng mới tăng cường tiềm lực quốc phòng. Mà trước hết là phải hiện đại hóa lực lượng hải quân, rồi phòng không không quân. Rồi muốn chỉ huy được quân đội phải có thông tin liên lạc. Thế trong điều kiện mới thì môi trường tác chiến bây giờ là môi trường trên không gian. Đấy. Và nhất là không gian mạng thì anh phải có cái tác chiến điện tử nữa. Rồi anh phải có lực lượng trinh sát, kỹ thuật nữa, vân vân. Thì những cái lực lượng như vậy thì chúng ta phải hiện đại trước. Đại tướng Phùng Quang Thanh từng nhiều lần nhấn mạnh, một đội quân hiện đại nhất thiết phải có vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện đại. Những năm gần đây, cùng với hải quân, nhiều lực lượng như phòng không không quân, thông tin liên lạc, tác chiến điện tử, trinh sát kỹ thuật được xây dựng theo hướng tiến thẳng lên hiện đại. Nhưng quan trọng hơn cả, Đại tướng Phùng Quang Thanh đặc biệt quan tâm tới việc đào tạo đội ngũ cán bộ. Hay nói cách khác là xây dựng quân đội hiện đại phải bắt đầu từ con người, theo quan điểm người trước, súng sau. Thế bây giờ muốn hiện đại hóa đấy, thì chúng tôi nghĩ là phải có con người hiện đại trước. Người trước và súng sau, theo quan điểm như vậy. Thế cho nên bây giờ phải đào tạo. Bây giờ con người thì trước hết là chúng ta phải có cái tuyển chọn thật là kỹ lưỡng, nhất là về cái chất lượng chính trị, độ tin cậy về chính trị. Sau đó thì là trình độ văn hóa, thế rồi thể lực để về để vận hành, để khai thác, để làm chủ vũ khí trang bị hiện đại. Và chúng ta phải có cái lực lượng đảm bảo kỹ thuật nữa. Để xây dựng một con người hiện đại, Đại tướng Phùng Quang Thanh coi trọng công tác giáo dục đào tạo, tập trung đổi mới chương trình, nội dung theo hướng thiết thực, tăng khả năng thực hành của bộ đội. Cùng với đó là quá trình tổng kết lại kinh nghiệm chiến đấu, nghệ thuật tác chiến trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc gắn với bổ sung, cập nhật thực tiễn hiện nay để xây dựng đội ngũ cán bộ có kiến thức và toàn diện, từng bước nâng cao sức mạnh của quân đội.